cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trở lại với tình hình của Hoa Kỳ và đặc biệt là về biên giới phía Nam. Trong tuần lễ vừa rồi thì như các khán giả có theo dõi tin tức đã biết là có một đoàn người di dân và tị nạn giờ đang hẹn nhau ở ngay biên giới phía Nam là ngay thành phố Tijuana cách đây khoảng 2 tiếng thôi. Và họ quyết tâm là sẽ xin tị nạn ở Mỹ. Chú Quân hay là anh Nguyên có thể tóm tắt là cái đoàn người này nó xuất phát từ đâu và cái cơ duyên nào mà tại sao kéo nhau tới biên giới? Nói chung đó là cái đoàn này đó là từ Guatemala và El Salvador và Honduras là những cái ba cái nước ở Trung Mỹ đó mà có cái tỷ lệ giết người cao nhất thế giới đó. Sao là họ vì vấn đề gọi là băng đảng, vì vấn đề là cái chế độ tương đối là nó nghĩa là độc tài nếu mà mình có thể nói được, và họ đây là họ muốn xin tị nạn chính trị chứ không phải là đa số mà di dân lậu. Là thường thường lậu, còn đây đó là họ muốn xin tị nạn chính trị cũng như chúng ta trước đây cũng qua đây. Và họ đã đi cái đường bộ đi xuyên qua cả nước Mexico luôn, chiều dài Mexico, từ dưới Trung Mỹ mà đi lên tới Bắc và biên giới Mỹ. Lý do, có nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao họ xin tị nạn, thì tại sao Mexico không nhận họ để tị nạn, ngay tại biên giới Mexico không luôn? Không, thì lẽ dĩ nhiên là quý vị, nếu mà chúng ta là người tị nạn rồi, chúng ta thấy nếu mà khi chúng ta ở Mã Lai hay là chúng ta ở bên Thái Lan hay là chúng ta ở các nước mà chung quanh Đông Nam Á, có ai nghĩ là chúng ta phải đi Mexico hay là đi Trung Quốc không? Như vậy đúng không? Nhưng có những người ở Mỹ cũng sẽ đặt câu hỏi là như vậy những người này mục đích của họ là đi Mỹ chứ không phải là đi tị nạn. Có vấn đề tị nạn thì chính danh thì họ nói họ đi tị nạn, và Mỹ Tây Cơ nói là muốn tị nạn ở đâu đó, tị nạn ở Mỹ thì Mỹ Tây Cơ càng mừng nữa, không có tị nạn mình tạo một cái gánh nặng thì Mỹ Tây Cơ sẵn sàng là dễ dàng cũng như bên Âu Châu. Bên Âu Châu cái làn sóng tị nạn rồi đi qua Đức, qua Pháp, đi ấy mà những cái nước trung gian thì họ tạo dễ dàng cho đi. Thì nó cũng tương tự như bên Âu Châu thôi. Thì đó, vấn đề ở đây là họ đi xin tị nạn, bây giờ luật pháp với danh chính ngôn thuận như thế nào thì họ sử dụng như thế đấy. Bây giờ tôi không có đi lậu, tôi không có đi theo kiểu mà di trú lậu, tôi đi công khai mà tôi đi không phải là đi di trú về kinh tế. Mà tôi đây là cái tị nạn chính trị. Bây giờ về kinh tế nó khác, về chính trị nó khác. Chính trị là cái vấn đề sống còn, sống chết. Tôi không ở đó thì tôi bị chết, tôi phải đi chỗ khác mà tôi xin. Bây giờ vấn đề nó đặt ở chỗ Mỹ là cho hay không cho trên cái vấn đề tị nạn chính trị. Nhưng mà tiện đây chúng ta nhắc lại thấy cái tiêu chuẩn để là cái tiêu chuẩn mà do Liên Hợp Quốc định nghĩa của những người tị nạn chính trị là phải có một cái sự ngược đãi phải không ạ? Đúng. Hay là đúng. Một cái nỗi sợ là mình ở lại mình sẽ bị ngược đãi. Đúng. Nhưng mà luật Hoa Kỳ cũng rất là rõ ràng về cái này. Những cái người này đó đâu có phải là họ tới họ đi cái đoàn này, họ đâu có phải họ đi qua rồi họ xin đòi đi qua lậu đâu. Họ tới đó họ đi qua muốn làm thủ tục Hoa Kỳ đàng hoàng chứ không phải là không làm giấy tờ. Thì nghĩa là những cái dân di trú đó có cho một số người vô và được hay không là một chuyện khác, nó cũng phải theo cái hồ sơ của họ có bị áp bức, có bị là gọi là theo những cái tiêu chuẩn của luật Hoa Kỳ để đánh giá cho họ là tị nạn chính trị hay không. Nhưng mà dù muốn dù không thì họ cố gắng và họ đã làm đơn xin tị nạn đàng hoàng chứ không phải là những cái mà thường thường người ta hay nói và sử dụng và lợi dụng nói là đây là di dân lậu này kia, không phải. Nhưng mà có cái lý thú á là tại sao họ đi tị nạn ở Tijuana mà họ ở bên biên giới bên phía Mễ Tây Cơ có nè, biên giới ở Texas có nè, họ không đi qua biên giới Mễ Tây Cơ mà New Mexico mà biên giới của Texas mà họ lại đi vào Tijuana là biên giới của California. Thì trả lời câu hỏi đó là bởi vì California có một chính sách rất là phóng khoáng về vấn đề tị nạn và di dân. Và có người ở trong cái hệ thống tòa án của California nói với tôi, chia sẻ với tôi tin tức là họ đi vào cái hệ thống tòa án, họ làm việc trong hệ thống tòa án, họ mới thấy là tòa án của Hoa Kỳ mà nhất là của Cali, họ rất là rộng lượng. Họ rất là rộng lượng với những người mà đi tị nạn, di dân. Thành ra cuối cùng đầu tiên bắt nhốt
Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng tìm cách cũng cho họ có tạm trú và từ từ trở thành có thể sanh và công dân Hoa Kỳ. Thành ra rốt cuộc rồi đi vào Cali thì trước hay sau có thể ở tù một thời gian ngắn thôi, rồi rốt trước sau thì cũng được ở lại Hoa Kỳ. Ra tòa di trú xử thì tòa cũng cho vậy là lại. Ngay trong cái hệ thống tòa án di trú của liên bang, nhưng mà những cái địa điểm ở bên Cali này vẫn là cấp tiến hơn là bên đúng, phía đúng, các địa bàn đúng, khác. Đúng, đúng, đúng. Thì quý vị tại sao thấy cái mà biên giới mà gần Mexico mà lớn nhất giữa Mexico và Hoa Kỳ đó là Texas. Tại sao họ không đi Texas? Thì mình cũng phải hiểu là rõ ràng là Texas là dân đa số cái hệ thống đó là theo Cộng Hòa, đúng không? Texas là tiểu bang rất là theo thân Cộng Hòa và Arizona thì cũng vậy. Thì mình thấy là rõ ràng đó là cái sự lựa chọn mà tới cái biên giới California nó cũng có một cái lý do. Mà không phải người Trung Mỹ không, người Việt Nam cũng vậy, có một cái đường dây gửi những cái cô gái rất là trẻ, chừng 20 tới 30 tuổi từ miền Trung đi qua bên Trung Quốc, Trung Quốc mới đi qua Nhật Bản, Nhật Bản nó bay qua Mỹ Tây Cơ mới đi qua Tijuana đi, và Tijuana có người đầu nậu ở tại San Diego để đón họ xong mà đưa họ về làm nail, làm massage. Nhưng nhiều người ta nghi là massage là có thể một hình thức mãi dâm trá hình. Và đó là mấy cô gái trẻ nói rằng là bị vấn đề Formosa, tranh đấu chống Formosa bị đàn áp, tức là lấy lý do là đàn áp chính trị để xin tị nạn. Như vậy cho đến bây giờ, cái phản ứng của chính quyền Trump và đặc biệt là của cơ quan di trú là họ đã đang làm đúng thủ tục chưa? Đúng, tôi thấy là tới bây giờ đó thì là có thể là họ làm chậm cái việc mà cho những cái người đó vô làm thủ tục. Tại cái đầu tiên đó là cái bắt đầu tiên đó là phải làm thủ tục, phải làm giấy tờ, phải ghi danh, phải nộp đơn này kia đó. Thì là họ cũng cho nghĩa là hiện giờ có độ chừng 400 người. Cái đoàn đó cả 1.500 người bây giờ. Người đã đến Tijuana rồi. Tijuana và chờ đợi mà bây giờ đó tôi nghĩ là mới có độ chừng 50 người dưới năm cỡ đó khoảng mới được làm giấy tờ. Thì những cái người sau thì mình chưa biết, nhưng mà tới bây giờ đó thì là cái đầu tiên mà chính phủ Trump có thể làm là nghĩa là làm chậm lại cái vấn đề nhận đơn, nhập đơn. Và nhiều người cũng nói là tại sao họ không làm đơn tại xứ họ, đúng không? Tại sao thường thường cái luật Hoa Kỳ nó rõ ràng, nếu mà ông thấy mà ông bị nghĩa là áp bức này kia, tại sao ông làm đơn tại xứ của họ? Nhưng mà quý vị biết là cũng như là bây giờ nói là chúng ta là muốn tị nạn chính trị, chúng ta phải làm đơn ngay tại Hà Nội đi, thì nói là rất là vô duyên. Hay là chúng ta phải làm đơn tại nghĩa là hồi đó là tại Sài Gòn hay tại Ủy ban Nhân dân, thì cái hay là vô bây giờ đặt cho ông, đặt cho chính quyền Trump ở cái thế là nếu mà outright, tức là từ chối đuổi đi hết đó, là bị mang tai tiếng. Mà bây giờ nhận vô thì cũng không được. Thành ra bây giờ chỉ có cái thủ tục đó, làm sao cái process nó chậm dài. Và giống như là thanh lọc, là filter, là để tránh những người có tội phạm, tránh terrorist để làm cho nó chậm thôi. Nhưng nếu mà nó cứ dồn là như vậy, trong sau một tuần đầu tiên thôi, đã thấy ra trở thành một cái, gần như là một cái thảm trạng ở ngay biên giới rồi. Mà nếu mà cái đoàn người nó cứ càng ngày càng đông như vậy đó, thì mà cả thế giới đang nhìn vô, thì làm sao chính phủ Mỹ có thể kéo dài được? Đến một lúc nào nó trở thành một cái thảm họa luôn rồi. Đàn bà con nít bây giờ đang dồn lại trong dưới những cái lều này. Thì lúc đó thì quý vị sẽ thấy là lúc đó là sẽ có nghĩa là các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc, về nhất là cơ quan gọi là lo về tị nạn đó, UNHCR đó, sẽ vô nói là bây giờ phải có những cái trại, phải cho người ta có. Cái vấn đề rất là nhỏ mọn thôi, như là từ cái vấn đề cầu tiêu tới vấn đề nhỏ nhỏ họ cũng phải có một cái minimum. Nhưng thành có lẽ là cao, nếu mà như Bình nói thì có thể là cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc phải vào để xây dựng những cái trại tị nạn ở dọc biên giới chẳng. Và chính quyền Mỹ cho đến bây giờ cũng gần như là phủi tay, phải không ạ? Chính quyền Mỹ là bây giờ ông Tổng thống Mỹ thì ông rất bực ông Trump. Thì đó, những cái chuyện gì làm khó ông Trump được là ông ta sẵn sàng làm. Không thì thấy rõ ràng, nếu quý vị thấy là bây giờ đó, vấn đề nếu mà mình làm việc nó không có phải mình lúc nào cũng đập ngực mà mình làm được đâu. Mình sống ở trong một cái thế giới tương đối nó có gọi là dính với nhau, thành ra
Ví dụ như là ông Trump mà làm cho ông tổng thống, như là anh Nguyên nói, ông tổng thống Mỹ bực mình, thì ông tổng thống Mỹ ông sẽ ngược lại, ông sẽ giúp tất cả những cái gì mà gây khó khăn cho ông Trump. Thì mình thấy là rõ ràng là khi chúng ta có bạn bè tốt thì mọi việc nó sẽ giải quyết một cách dễ dàng, trong khi đó không có thì là sẽ gặp nhiều khó khăn. Và chúng tôi sẽ trở lại với chương trình sau phần thông tin thương mại.